Cháu thì có biểu hiện ban đầu là mũi và sốt rất là cao. Vừa khó thở này, vừa bị sốt cao này, lại còn vừa bị ho kéo dài nữa, và cũng có bị tiêu chảy mất khoảng nửa ngày. Bạn ấy bị cúm A, viêm tiểu phế quản phổi. Thấy cháu sốt nhiều, thì sốt nhiều thì mẹ cháu quyết định cho đi viện. Đi viện thì bác sĩ khám thì cũng báo cáo là mẹ nó cháu gọi về là bà ơi cháu cúm A. Trong thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông tiếp nhận và thực hiện điều trị rất nhiều bệnh nhân mắc cúm, chủ yếu là trẻ em. Mặc dù hiện tại, số lượng bệnh nhân nằm điều trị nội trú tại khoa nhi rất đông, nhưng với đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng chuyên môn giỏi, tận tâm hết mình vì người bệnh đã làm hài lòng tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ y tế tại bệnh viện. Bé nhà chị đến ngày hôm nay thì đã đỡ hơn rất là nhiều so với ngày đầu tiên cháu vào. Và theo như bác sĩ thì có thể là ngày mai cháu sẽ được ra viện. Hôm nay là cháu được ra viện. Bé nhà mình thì hôm nay tình hình sức khỏe cũng tương đối là ổn định rồi. Cũng được 80% so với ngày đầu tiên vào đây rồi. Thì các bác sĩ đánh giá là sức khỏe của bạn ấy tiến triển khá là tốt. Đỡ sốt rồi, thế thì hôm nay là ngày thứ ba rồi cháu truyền được mấy mũi rồi đấy. Thế từ lúc cháu truyền, từ ngày cháu truyền giờ thì nói chung là giảm sốt nhiều lắm. Thế các cô thì cũng bảo là thế thì bao giờ ra viện, thì nhà cũng nói là cháu sắp sửa tuần này cháu thi, sang tuần cháu thi, thì cũng xin bác sĩ là nếu mà cháu đỡ rồi hết rồi thì sáng mai cháu về, thì bác sĩ cũng nhất trí là sáng mai cho cháu xuất viện. Đội ngũ nhân viên từ bác sĩ cho đến điều dưỡng của bệnh viện thì rất là nhẹ nhàng. Đến ngày hôm sau, tức là sáng thứ hai ấy, thì cháu khi mà tỉnh tỉnh hơn ấy, thì là cháu cũng rất là nhìn thấy thì hoàn toàn không sợ, và các cô có thể bế được cháu. Bởi vì là các cô là cho cháu ra khu vui chơi, với cả là nói chung là chăm sóc rất là ân cần. Nói chung là đến thời điểm hiện tại thì nhờ các bác sĩ và cũng như đội ngũ điều dưỡng với y tá thì là bé nhà em mới được ổn định như bây giờ. Nên về cơ bản thì em muốn gửi lời cảm ơn đến bệnh viện, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Nhàn, người đã điều trị trực tiếp cho bé nhà em. Và đồ ăn thì nói chung là đều thay đổi các món hàng ngày, nên là về cơ bản thì đi viện thì cũng cảm giác như ở nhà. Các bác thì đón tiếp rất là nhiệt tình và chu đáo, rồi thăm khám hàng ngày. Thường thì một ngày các bác sẽ thăm khám khoảng 3 lần, sáng, trưa, rồi tối trước khi đi ngủ. Rồi một ngày thì mình có đặt cháo cho bạn ấy 3 bữa, rồi là mình cũng, người thân thì cũng lên căng tin để ăn. Mình khá là ưng. So với những bệnh viện mình đi thì nó tốt hơn hẳn. Không gian nó rộng, nó có không gian cho các bé nghỉ ngơi và chơi. Thấy hàng ngũ bác sĩ thì phải nói là quá nhiệt tình, và thuốc thang thì phải nói là chuẩn và sạch sẽ. Phong cảnh ở viện này thì không thể chê được điểm nào. Thế cơ bác sĩ thì nhanh nhẹn, nhiệt tình. Thế rồi phòng, rồi nói chung là qua lại phong cảnh của bệnh viện ấy thì thoáng mát, mà cảm thấy sướng lắm. Như là không thể tả được, nhà cứ như là nhà gọi là siêu thị cấp cao ấy. Đại đấy là như thế đấy, nhưng tôi tuổi già thì chỉ biết là nói như thế thôi, không thể tả được thật.